Xin chào các tình yêu. Đây là một trải bài ngẫu nhiên. Bỗng dưng sau này có thể chúng ta gặp những cái sự kiện vui vẻ hay tình yêu đến, thì tâm lý của tất cả mọi người sẽ là dùng lý trí để mà cảnh giác. Dẫu cho cuộc sống đã trải qua những cái tháng ngày im điềm, cũng có khi số phận cũng không ngừng nghịch ngợm tạo ra những cái bất ngờ, thử thách quá trời luôn. Bây giờ mình hiểu rồi, đến đâu cũng vậy, thử thách tạo ra sự tỉnh táo và cảnh giác cho chính chúng ta. Bây giờ chúng ta biết nhìn sâu vào bên trong qua cái lớp ngạc nhiên ban đầu á, thì có thấy được là tất cả những tổn thương, nỗi đau đó do nó mang lại á, nó ẩn sâu trong góc khuất của cuộc sống của mỗi người. Thì nó chính là bài học ha. Thì trải bài này sẽ là một cái trải bài vô cùng ngẫu nhiên. Sự kết nối trở lại của chúng ta là gì? Để giúp cho các bạn có những cái nhìn đúng đắn nhất. Có những niềm vui nó đến bất ngờ xuất hiện, nhưng là dấu hiệu cũng cho thấy là cái khó khăn có yêu đó cũng phải chuẩn bị sự chia tay ha. Để mình mong mình trân trọng cái sự hiện diện của người ta. Tất cả mọi nhân viên trên đời này đều mang đến cho các bạn điều hạnh phúc. Sự hiện diện là điều quan trọng nhất mà các bạn cần phải tập trung. Và tiếp theo đây là một cái trải bài. Cái điều hạnh phúc nhất là được là chính mình. Là khi bạn biết được chính mình, hiểu được giá trị của mình, biết mình là chi nhất. Là khi bạn biết cân bằng cảm xúc, bạn không bao giờ để cho cảm xúc của bản thân mình phụ thuộc vào người khác. Và thứ hai nữa là bạn biết trân trọng cái sự diện hiện của con người. Có con người là coi như chúng ta có tình yêu. Có tình yêu là chúng như chúng ta giải quyết được nỗi cô đơn. Cuối cùng các bạn cũng phải gắn kết với nhau thôi, chứ không cách nào khác. Chúng ta không thể sống một mình được mọi người. Con người là cần phải kết nối với con người ha. Rồi bắt đầu trả bài mấy chơi ơi. Ở đây đầu tiên nè, cái lá bài sẽ đại diện cho cái nguồn năng lượng là nó sẽ hướng dẫn bạn gì trong cái thời gian sắp tới ha. Đây là trải bài của những giấc mơ nha mọi người. Ok, chúng ta có lá bài 8 gậy ra ngược. Trời ơi, có lá bài này hoài. Lá bài thứ hai là cái tin nhắn nào mà thế giới muốn gửi đến các bạn thông qua cái khoảnh khắc này. Đó chính là Queen of Cup. Trời ơi, mấy chế nữ hoàng quá. Lá bài số 3, có một cái sự hướng dẫn nào mà các bạn cần phải cố gắng thực hiện nó cho bằng được. Nếu không là bạn đi sập lại cái vòng lặp như hồi quá khứ. Các bạn có lá bài. Ờ, lá bài gì? Hai gậy. Hay quá. Lá bài thứ tư, làm sao để có thể là mở ra được cái tin nhắn từ sự hướng dẫn trong cái tương lai là gì? Ở đây chúng ta có King of Pentacles. Wow, hấp dẫn. Mình sẽ giữ lá cuối cùng, mình không bóc. Bóc luôn đi ha, bóc luôn mà để luôn nè. Bây giờ, những cái gì sẽ giúp bạn vượt qua cái khó khăn sắp tới? Có thể là người nào đó, không biết. Đây là một cái lá bài mình ẩn đi. Đó, rồi ha mọi người ha, ấn phông nó. Bắt đầu chương trình truyền hình, bắt đầu. Đây là lá bài cho thấy là lá bài sẽ đại diện cho nguồn năng lượng vũ trụ. Thì vũ trụ nói rồi, vũ trụ lúc nào cũng đâu có bỏ bạn đâu. Bạn thấy không? Đây là lá bài duy nhất mà cho thấy cái gậy nó bay trên không trung. Tức là vũ trụ nói á, không khi nào mà vũ trụ bỏ các bạn hết. Nhưng mà quan trọng bạn có nhận thấy cái nguồn năng lượng không mới là quan trọng. Tại vì bây giờ vũ trụ có đưa ra tín hiệu đủ thứ hết, mây ngũ sắc, cột cờ Hà Nội, vầng hào quang, năng lượng vũ trụ cho. Nhưng mà quan trọng bạn có nhận thấy vũ trụ đang ủng hộ bạn hay không mới là điều quan trọng. Chứ bây giờ có ra 1.000 cái tín hiệu, 100 vài cái tín hiệu mà bạn không chịu nhận lấy tín hiệu thì làm sao vô được năng lượng của bạn. Mình phải mở ra thì vũ trụ mới giúp cho các bạn phát triển. Còn đây các bạn đóng lại hết thì ở đâu ra không có ai người ta sẽ bước vào nhà của mình. Nếu như mình không chịu thay đổi, mình không chịu phát triển, bây giờ vũ trụ tới ép bạn đó, bạn không muốn, vũ trụ cũng không làm được gì hết. Tại vì cái quyền năng, cái sự lựa chọn của bạn vô cùng lớn luôn. Ở đây bạn quyền từ chối chứ. Vũ trụ nói rồi giúp đó, nhưng mà cuối cùng có chịu nhận giúp đỡ hay không, hay là muốn nằm chèm bẹp vậy. Nhiều khi vũ trụ thấy bạn thích đau khổ cho đau khổ luôn sao mọi người. Quan trọng là các bạn có phải là một nhà lãnh đạo không? Bạn có dám dẫn đầu cái trái tim không? Bạn có dám là truyền cảm hứng cho những người khác là tôi giờ hết khổ rồi,
tôi sẽ là ước mơ lớn hơn, tôi hành động năng nổ hơn, tôi không có nằm dài trong cái vũng lầy của sự sa đọa, nằm dài trong cái vũng lầy của sự tổn thương. Do ai? Bạn hay lãnh đạo thôi. Vũ trụ nói rồi, cho hết trơn nữa con ơi. Nhưng mà tại cái người này có chịu nhận hay không mới được chứ. Đây là 8 cái gậy phóng trên bầu trời, nó tượng trưng cho nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Nó tượng trưng cho việc khai mở bát chánh đạo. Bạn đừng có để cho đam mê, đừng có để cho dục vọng nó kéo bạn xuống. Mọi thứ ở đây, bạn sẽ là một cái người lôi cuốn tự tin và phải chủ động về cuộc đời của mình. Thì cuộc đời mình là một cái vở kịch, ai cũng đóng kịch giống nhau hết, ai cũng đóng cực hết. Tại sao mình chọn cái vai dở mình đóng chi vậy mọi người? Do đó ở đây mình phải chinh phục tại cuộc sống của mình nha mọi người. Mọi thứ là các bạn đang được sự ủng hộ dữ lắm đó mọi người ơi. Hy vọng là mọi người thấy là cái nguồn năng lượng là cái lượng năng mạnh. Khi mà lá bài xuất hiện ra, những gì bạn muốn bạn chỉ cần đặt ý thôi, mà sống tích cực một cái là vũ trụ đẩy là thành công liền. Do đó đặt ý cho đúng ha mọi người. Ngôn từ tích cực, suy nghĩ tích cực thì đổi hình đổi cảnh đó mọi người ha. Lá bài thứ hai sẽ là gì? Đó chính là trong cái khoảnh khắc này mình hít thở thật sâu đi. Vũ trụ muốn gửi cho bạn cái thông điệp gì? Thì thông điệp gì rồi đó, thấy rồi đó, nó hoài mệt quá. Đây là cái thông điệp gì? Đó chính là nữ hoàng ly đó. Bởi vì sao? Cũng một bài ca con cá. Tất cả những cái chuyện mà xảy ra hồi xưa giờ nó đều liên quan tới cái vấn đề gì? Cảm xúc. Giống như là chúng ta hồi xưa là chúng ta học trong cái lớp học là robot hay sao á mọi người, thành ra cảm xúc mọi người làm văn chắc dở lắm hay sao á, nên thành ra vũ trụ cứ bắt bạn phải học nhẹ nhàng, bắt bạn cứ học bài học tầm làm văn về cảm xúc, miêu tả con cá sao, miêu tả con gà sao gì á. Bởi vì chúng ta không có biết sử dụng nguồn năng lượng của cảm xúc. Nếu như các bạn là nữ thì đây là cái nguồn năng lượng bắt buộc các bạn phải giỏi, mà các bạn không giỏi về cái nguồn năng lượng này là coi như mình xong luôn rồi đó. Tại vì mình cái vũ khí lớn nhất trong tay người phụ nữ là cảm xúc, mà các bạn không biết sử dụng. Mà ở đây vũ trụ nó thông điệp là con phải để cho cái cảm xúc con phát triển. Còn nếu bạn không để cảm xúc mình phát triển, mình không có lòng trắc ẩn, mình không có rung động trước những cái đẹp, mình không có một cái nhìn đúng đắn nhất về cuộc đời, là lúc đó mình đâu có cảm xúc đâu. Mình bị chai sạn cảm xúc. Mà chai sạn cảm xúc thì chúng ta là robot, hoặc chúng ta là mấy con AI á. Bây giờ á, nói alo và không có cảm xúc gì hết thì mãi mãi làm sao có tình yêu. Tình yêu chỉ đến khi bạn biết đặt cảm xúc của mình vào trong tình yêu đó, thì quả mai hy vọng mới có được yêu. Còn ở đây không có cảm xúc là không có tình yêu nha mọi người. Muốn lấy lòng con người chỉ duy nhất một đường nhất là cảm xúc. Ở đây tại sao các nhà quảng cáo lúc nào người ta cũng tập trung vào cảm xúc? Tại vì người ta biết cảm xúc mới ăn tiền được mấy chế. Ở đây tại sao mình xem chạy bài mấy chế xem? Tại vì mình đánh vào cảm xúc của mấy chế nên mấy chế mới xem. Thì tương tự như vậy, ở đây mấy chế sẽ có khả năng hạ gục bất kỳ cái mối quan hệ nào nếu như các chế chỉ bỏ cảm xúc của mình vô. Phụ nữ rất giỏi trong cái chuyện này, mà bạn không giỏi thì nên đi xét nghiệm lại có phải mình là phụ nữ hay không nha mọi người. Rồi, bởi vì sao? Cái nguồn năng lượng là cái người trưởng thành về cảm xúc, người biết cân bằng cảm xúc của mình, không để cho cảm xúc mình quá khùng quá dại, biết nói sử dụng nhẹ nhàng, biết sử dụng cân nặng như nước. Vậy các bạn trưởng thành thật sự. Cái người hay là người kiểm soát được lời ăn tiếng nói. Cái người hay là không có để cho cảm xúc nó dẫn mình đi để mình quá điên quá dại nha mọi người. Trời, mình nhắc hoài mình cũng mỏi miệng quá trời luôn á. Giờ sao vũ trụ nói các bạn phải cần cái bài học này, thông điệp duy nhất luôn. Con gái làm ơn nhẹ nhàng nữ tính, con gái làm ơn cảm xúc dâng trào. Mà dâng trào không phải là vỡ bờ đê nha mọi người. Dâng trào có sự kiểm soát. Thủy triều lên có giờ có giấc, chứ phải thủy triều muốn ào là ào, phải là sóng thần. Mọi người hay lầm tưởng là cảm xúc dâng trào cái mà người liên lầm với sóng thần luôn là xong, cuốn trôi hết mọi ưu phiền nha. Rồi tiếp theo nha mọi người. Thì ở đây cái lá bài thứ ba là có một cái vấn đề gì đó mà bạn đang cố gắng để mình thoát ra được, nhưng mà không thoát được là gì? Tín hiệu vũ trụ thì nhắc bạn á, là phải cảm xúc hơn trong tất cả mọi thứ. Làm công việc cũng vậy luôn ha. Công việc nó nếu như bạn để cảm xúc của mình vô cái thành phẩm, vô cái dịch vụ thì chắc chắn thành phẩm dịch vụ bạn thành công. Nhưng mà làm ăn là không có để cảm xúc mình vô con người nha mọi người. Nó khác. Kinh doanh làm ăn, mình để cảm xúc của mình vô đồ vật, sự việc. Đối với mối quan hệ, mình đặt cảm xúc mình vô con người thì mình mới thành công. Mấy chết đừng có sử dụng ngược lại ha. Rồi, tiếp theo ở đây là gì?
Lá bài số 3 là lá bài hai gậy. Bạn đang cố gắng cái gì? Bạn đang cố gắng gì lắm phải không? Cố gắng gì? Bạn chưa thoát được phải không? Đó chính là gì? Bạn muốn thoát lắm rồi mà thoát không nổi. Hai gậy là giống như là chúng ta đang ở nhà đó, chúng ta nhìn nhìn cái cửa sổ, cái tay cầm cái đờ cầu, trời ơi, thế giới nó rộng lớn quá, mình chưa biết gì hết trơn à. Nhưng mà không có cả gan đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Cái này á là sao? Vọng tưởng. Khi bạn cứ vọng tưởng và những cái hành quả, những cái bên ngoài, cuối cùng bạn sẽ không biết được gì hết nếu như bạn không có cả gan mở cửa bước đi. Ở đây cũng do bạn thôi. Cái cửa đó đóng hay mở, bước ra đi hay không là do các bạn. Thế giới bên ngoài nó nhiều cái thú vị lắm. Nó có hoa, có cỏ, nó có Wonderland, nó có unicorn, nó có con nhiều chó, rồi có thiên thần, có đủ thứ hết. Nhưng quan trọng bạn có dám mở cửa đi enjoy hết, đi vòng du lịch vòng quanh thế giới hay không. Hôm nay tôi ở Paris, hôm sau tôi ở New York, hôm kia tôi cặp Mỹ Đen, hôm sau tôi cặp Tàu, kế tiếp tôi học Philippines, qua cái tôi học Tây Ban Nha. Bạn có dám vậy không? Có cả ghen không? Ước muốn chỉ là ước muốn nha mọi người. Tự do, chỉ khi tự do khi bạn cái chân bạn bước ra khỏi cửa mới là tự do. Còn tự do trong trí tưởng tượng mãi mãi là ảo tưởng mơ quyền ha. Vũ trụ nói là cái hạn chế đang kìm kẹp bằng cái gì? Muốn thoát mà thoát không được. Mà cái thoát này do ai? Do mình mà. Không ai ép hết trơn á. Không có ai khóa cửa ngoài trừ chính bạn. Giống như là vũ trụ của nó đó. Ủa, ủng hộ dữ lắm rồi đó mà quan trọng có nhận không? Trời, ta rảnh, ta ra tín hiệu quá trời, ta ra dần hào quang, ta ra mây ngũ sắc, ta ra tủ thứ hết. Mà mấy má làm lơ hoài sao ta biết nhập vô được. Ủa, muốn muốn vũ trụ ủng hộ cũng phải ra tín hiệu là cúng với tôi chứ. Ở đây đưa tín hiệu quá trời mà nhắm mắt làm xuôi không à, nhắm mắt làm lơ không à, giả khùng giả điên coi như không biết. Rồi cuối cùng ủa vậy hả, thì sao vũ trụ giúp được mọi người? Thì ở đây cũng vậy, cũng năng lượng giả khùng giả điên luôn. Mơ mộng đủ thứ, muốn đủ thứ luôn. Muốn là mình phát triển, muốn mình ra ngoài phát triển khác hơn. Muốn mình thoát khỏi cái cuộc tình đau khổ này. Nhìn ra cửa không dám bước đi. Chỉ bước một bước cũng không dám. Rồi mãi mãi là trong vọng tưởng bạn. Mãi mãi là cái kìm kẹp. Anh cộng em cộng anh. Công việc thì thất bại, là nợ nần chồng chất. Do không có cả gan bước đi. Cái này là khiếu can đảm ha. Mà mình nói cái sự quan trọng nhất của con người không phải là bạn tài giỏi, cũng không phải là bạn thông minh, mà cái hay nhất của con người là gì? Bạn có can đảm bạn làm chuyện đó không? Bạn thông minh mà bạn không can đảm thì mãi mãi cũng không thành công. Mà bạn dù bạn giàu cái nào, bạn không can đảm cũng không có giàu luôn. Ở đây cái sự can đảm vô cùng quan trọng ha. Có gan thì làm giàu. Thấy không? Lù khù vét cái lu chạy. Thấy không? Đẹp trai không bằng trai mà. Đó, tất cả mọi thứ là đều cho thấy mặt dày hết mới chế. Con nào mặt dày hơn con đó chiến thắng. Là sự can đảm đó mọi người. Can đảm xong mới tới kiên trì nha. Tại vì có can đảm để mình thay đổi hay không mình thì mình mới có vận mệnh mới. Còn ở đây mình không có can đảm mình thay đổi, không có can đảm mình bước ra cái khỏi cửa đó thì làm sao? Bích cửa nô đo nha chế. Mới chế phải bước ra thì mới có cơ hội. Mới chế ở nhà cơ hội đâu tới. Mới chế đâu phải là cái gì đâu mà đưa chân tới cho mới chế. Có dân tới đau khổ thì có. Cái người mà đứng vọng tưởng vậy, đương nhiên những cái người mà người ta đi tìm mới chế, ta muốn hại mới chế, ta mới tìm mới chế. Tại vì những con mà nằm với lại là mấy con khờ dễ dụ, đúng không? Còn mấy con mới dám bước ra đường, nó không minh dụ nó không được, thì mới chế chính là con mồi để cho mấy đứa mà lừa gạt, mấy đứa mà phản bội, mấy đứa gây tổn thương cho người khác. Nó tới nó gạt mình, gạt tới gạt luôn, còn đứng dịnh cái cửa hoài để chế, dịnh tới già luôn, rồi mốt cái hòm khiêng ra khỏi cửa không được luôn. Tại sao? Bám chấp vô cái cửa, bám chấp vô cái bản ngã của mình, bám chấp vô cái việc là nhắc gan á. Thì sao được, giờ cái hầm kinh không được, giờ không muốn ra luôn, linh hồn nó không cho linh hồn luôn, rồi sao chết mới chết, chết cũng không được, cuối cùng thành con ma nhà họ Hứa, con ma giữ của, mà con giữ của gì, giữ của có sự tổn thương và giữ của sự nghèo đói, thì mới chế nha, tôi phân tích cho mới chế thấy gì đó, thấy không, phân tích một cái cảnh là mới chế sau này trở thành con ma nhà họ Hứa, nếu mà chế cứ ngồi nhìn cái cửa trong bên ngoài, mà không dám phát triển, không có cả gan bước đi. Trời ơi, đứng dậy mà cái thưa cái bịch hàng nào cản đạp đó cái, cho nó té lộn nhau là xong. Không, thật canh khuya đó mình cải tổ mình lấy tiền mình trốn, hiểu gì? Tại mấy chế muốn làm thôi, chứ mấy chế chơi bộ lương thiện thôi, mấy chế thử sống ác rồi có sao đâu. Rồi tiếp tục ha, ở đây là gì? Làm cách nào để cho giúp các bạn nhận được sự hướng dẫn trong tương lai? Cách nào bây giờ có chịu mở cửa không? Một cách nào tức ghê luôn á. Bây giờ là tất cả chỉ là trên cái suy nghĩ à. Mà trên cái suy nghĩ là chưa có gì nha mọi người.
là mấy người nghĩ, ai biết người mấy người nghĩ gì. Do đó bây giờ muốn nhận tín hiệu là phải nói là mình muốn gì đi tôi mới xử chứ. Chứ bây giờ tình giờ nói là muốn thay đổi mà thay đổi mà không có gì hết trong suy nghĩ, ai biết mới chế nghĩ cái gì. Lỗi như mới chết thích đau khổ, mới chết thích tổn thương, mới chết hết ở lại làm sao. Vũ trụ nói bây giờ rõ ràng đi. Ủa phải nói tôi là bạn muốn gì đi thì tôi mới cho tín hiệu chứ. Bây giờ tự nhiên giờ muốn đau khổ tôi đưa tín hiệu là khi bỏ trốn, cuối cùng tôi thành kẻ là xuống người ta bỏ chồng bỏ vợ không được. Rõ ràng. Giờ mình sẽ nói chung chung nhưng mà chứ không nói cụ thể cái gì hết. Nè, du tiền. Để nhận được cái này á, thì thoát ra cái nguồn năng lượng là mình làm nô lệ của vật chất đi mọi người. Đó mình không biết là cái gì nhưng mà cho thấy vậy đó. Để mà nhận được cái sự giúp đỡ và thoát ra ngoài là tại vì mình đang sống nô lệ á. Mình nô lệ bởi vật chất, mình phải cần cái gì đó của người khác. Cái vật chất này không đơn giản là tiền bạc nha. Cái vật chất này nó còn xiềng xích nhau bởi những cái danh vọng nè, quyền chức nè, địa vị nè, môn đăng hộ đối nè, sợ mang nhục nè, sợ ra tòa nè, sợ ly dị nè, hoặc là cái việc là các bạn sợ chi gia tài nè, hoặc là các bạn sợ người ta ăn hết của nè, hoặc là các bạn ham tiền nè, nó nhiều về vật chất. Vật chất đủ thứ hết, chứ đừng có nghĩ là vật chất là tiền của không, phải không? Hay là vật chất là sự ham muốn về cái chuyện kia nữa bạn. Nhiều thứ lắm. Vật chất, cái thế giới vật chất này cho thấy các bạn đang bị thao túng bởi một cái nguồn năng lượng của vật chất. Không nói là đàn ông nha. Cái nguồn năng lượng trùm vật chất bao trùm hết tất cả con người bạn. Thì tại vì sao? Tại vì hồi xưa giờ mình sống theo cái nguồn năng lượng kỳ vọng mong muốn ở người khác á mọi người. Mình sống mình không độc lập á. Mình không có tự do độc lập, thành ra là mình mới bị như vậy thôi. Chứ mà cái người độc lập ta đâu có sợ con nào hằng nào đâu mọi người. Mọi người còn nhát là tại vì mọi người còn phụ thuộc. Mọi người cũng cũng kỳ vọng mong muốn người ta làm gì cho mình, chứng tỏ là mình đang phục vụ cho lòng tham của mình thôi, cái sự ích kỷ của mình thôi. Do đó nếu như cảm thấy cái chỗ đó ngon cứ ở vậy hoài không sao hết, miễn sao bạn thấy vui là được rồi ha. Không đúng không sai nha mọi người, còn thấy không ổn chỗ có cả cả gan bước ra hay không cũng bạn lựa chọn luôn. Vũ trụ đó mở đường rồi đó, vũ trụ chỉ đó. Bây giờ dám thoát ra cái sự là kỳ vọng mong muốn người khác làm gì cho mình chưa, có thoát ra sự lệ thuộc về vật chất không, có dám không thì mới vũ trụ mới cho đường đi, chứ còn không không dám. Bây giờ có đưa 100 cái cửa, thành ra vũ trụ hành 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 vũ trụ bao đồng mới chế, mới chế đâu có cần đâu mà cái vũ trụ giúp đi làm gì. Trời ơi khổ quá à, thấy không, tội nghiệp vũ trụ của tôi. Ở mọi người thấy đi, mọi người đang bị một cái thế lực về vật chất nha, thao túng tâm lý, và mọi người đang bị nô lệ xiềng xích trong chính cái vật chất đó, không thoát được. Mặc dù muốn thoát, có thể đau buồn tổn thương đó, nhưng mà chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận cuộc chơi là phải vui vẻ, ha ha ha, không? Ở đâu có niềm vui thì có mình ở đó, ở đâu không niềm vui thì mình nên chọn. Tất cả mọi thứ là gì? Mình sống không bao lâu mới chết, 5 năm, 10 năm, 20 năm mới chết, có 4 giai đoạn thôi. Mới chết nghỉ, mới chết sống, tới ăn già ở kiếp, tới khi mình mọc mắt bằng mèo không có đâu ha. Do đó không có vui là họ đừng chơi, mà niềm vui nó khó kiếm lắm, nỗi buồn quá nhiều mọi người hiểu không. Đáp án cuối cùng và đây chính là cái át chủ bài nha, bạn sẽ nhận được cái gì từ vũ trụ nè, cái kết quả này nha. Trời ơi nhận ra sự bỏ đi mới chết ơi. Chính là sao? Giả từ dĩ vạn ra đi nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình đó mọi người. Sắc cố hương biết bao giờ trở lại vinh quê cũng như xưa đó, hát bài là người trở về lòng đất đó, đó người đến từ Triều Châu đó. Nói chung mới chế một trong hai phải xa xứ thôi. Cái dấu hiệu bỏ đi là cần phải bỏ đi rồi mới chế, tại vì có ở lại cũng bị bờm đầu, ở lại cũng ăn mang nhục thôi chứ không được gì hết đâu. Thôi đừng có ham mới chế ơi, cái đó là cái hư vô, có cũng mất rồi mới chế. Hưởng rồi có một ngày đó nó cũng chán, nó cũng bỏ, hoặc tiền của sau này nó không cho là đói cũng vậy. Tự thân mình vận động đi, hay bây giờ còn trẻ nè, còn sức lực nè, ra đường kiếm tiền đi, cái đường kiếm trai khác đi, quả mai còn người lấy mình đợi mình già mình hết đát mình ra ngoài ai mà lấy mới chế. Cái nước mình lấy người ta lại mình nuôi người ta tiếp, mà tiền đâu mà nuôi, mình lúc tiền đâu mà nuôi, hết sức lực rồi người ta đã dắt hết mới chế. Nghĩ đi, làm nô lệ mà nghĩ sao mới chế có thể được, mới chế được sung sướng không có đâu. Người ta cũng phải ăn mòn hết thể xác mới chế, hoặc người ta mới chế cũng ăn cơm chúa múa tối ngày mới chế. Tôi không thích làm gì nha, tôi bắt người ta múa cho tôi chứ không ở không, mà tôi múa cho người ta mới chế. Mình mập mình múa xấu lắm mọi người, nghĩ đi, hồi xưa mình ốm mình đẹp mình mập còn mình muốn còn người ta còn mê. Bạn nghĩ mình 50 tuổi, mình 60 tuổi mình mập hù lù mình muốn ai xem. Bạn nghĩ đi, bạn nhắm bạn múa tôi được tối ngày không, bạn tham gia cuộc chơi này.
thành ra dám làm đô lệ đất suốt cực đời, nhắm là mình có thể mập già xấu vẫn múa mà người ta chẳng mê mình thì ở tiếp tục ở lại, còn không thì biết điều biết chuyện tự mình lo thân mình đi mới chết. Bây giờ còn con gái nhẹ nhẽo này, còn trai mê này, còn sức lực này, không làm đợi khi nào mà làm, cho thấy là cái kênh ở trong đó chỉ có ê chề chúng được cái gì hết trơn, ngoài cái chuyện là sau này hành bà già đứng những cái tưng 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 như bà khùng bà điên thôi, cuối cùng nó cũng bỏ à. Tưởng tưởng là nô lệ cũng không có đâu mới chế, đã là nô lệ thì làm nô lệ là xài xong phải bỏ kiếm con khác chứ, kiếm nô lệ khác chứ, tại mới chế đâu có làm chủ cuộc đời đâu, bị lệ thuộc vào kỳ vọng mong muốn vào tình cảm và vật chất của người khác mà. Đó vũ trụ cho thấy là ra đi nè cố hương này, không bỏ lại đi, thấy không? Trời ơi, sao cô gái đứng đó hợp với lá bài dễ sợ luôn mọi người. Thấy không, mọi người thấy không? Có con ngựa sẵn kìa. Trời ơi, vũ trụ cho mấy chế đủ dụng trụ luôn, phải không? Cho cô gái đứng cái con ngựa con chó cái bên nè, muốn đi con nào con nó cởi tăng 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 đi được liền luôn, mới dám không có được. 8 cái ly rồi. Khóc hết nước mắt cảm xúc nó vỡ ò rồi mọi người. Đó, mọi người chọn đi. Tại vì ở đây á, khi mà vũ trụ nói á, cái dáng bài quyết định này á là cái vấn đề là phải ra đi, nhưng mà bạn còn lưỡng lự là sao, tại vì bạn còn lật ngược kìa nè, như vậy là ra đi nha, nhưng mà vậy là sao, cũng còn không biết làm sao, cũng còn thích làm nô lệ. Thì mình nói rồi đó, ví dụ trẻ đẹp vậy nè ha, đó thì muốn có tối ngày được, mình muốn ta còn coi ha, rồi đó, rồi tới một ngày nào đó, tới một ngày nào đó mấy chế nghĩ đi, mấy chế là cái này nè, rồi mấy chế giống như muốn, mấy chế muốn đổi không. Đó, mới chế vậy nè, từ vậy mới chế hành vậy nè, đó múa ai coi nữa mới chế, từ vậy qua vậy là đứng múa này, ta thấy mình là trò cười thôi. Thì đó có một câu nói ông ta bà cha nói xưa, mình đã là nô lệ là sao, thì ăn cơm chúa múa tối ngày, nhắm múa hoài được thì cứ múa hoài, bởi vì cái chế đang bị nè vật chất kìm kẹp nè, đó vật chất nè kìm kẹp nè, đó đứng trong núi này trong núi nọ muốn thoát mà không thoát, tại vì ham tiền ham tình ham dục nè. Đó, vũ trụ cho thấy nè, trên trời vũ trụ ra tín hiệu của trời, khóc đi con nè, thấy không? Đó, vũ trụ cho đủ tín hiệu đó, khóc ra, có chịu khóc không? Rồi đây là sao nữa? Ra đi đi nè, có dám không? Đó, bạn thấy không? Và cuối cùng nè, cái nguồn năng lượng nữ hoàng ở trên đây nè, không chịu hướng theo. Đó, nữ hoàng mà cuối cùng bị trói buộc ở nhà đất, bạn thấy không? Bạn thấy cái hình ảnh một cô gái không? Một cô gái bị trói buộc quá nhiều thứ, bởi vì cô ta tham mọi người. Nè, bây giờ nè, buông nè, buông vật chất ra nè, buông vật chất nè, buông nè, thấy không? Bây giờ nè, buông cái vọng tưởng ra ngoài nè, buông nè, thấy không? Theo năng lượng vũ trụ nè, tám gậy nè, đi theo đây nè, đó. Ra đi rồi mới chế. Ra đi nè, đi, đó. Xong, giải quyết được liền, có dám không? Quan trọng nè, đó, bây giờ đang ở trong đây nè, muốn đi, muốn tối ngày để chế. Đó, dâm cặp trong đó, muốn tối ngày đi, mọi người nghĩ thấy không? Đẹp đẽ gì cái hình ảnh đó. Đó, vũ trụ nói rồi, chỉ có như vậy thôi, bây giờ bị giam cầm mà ra có thích thì cứ nhị múa đi, vũ sexy đi, vũ sexy trong đây hoài đó, đó lộn một dòng phải chế không? Trời đó, tôi ví dụ như mới chế thấy đó, cuối cùng phải nhảy lầu luôn kìa mới chế không? Dễ thương, dễ sợ. Thì mọi người phải thấy đi, bây giờ đó, bạn bị giam cầm trong chính cái, bây giờ thì ngon thiệt đó, mà cuối cùng là sẽ la như chế, thì nhắm có trẻ đẹp vậy hoài không? Đâu có được đâu mọi người, hanh xưng có hạn, sắc đẹp cũng có hạn. Bây giờ không tận dụng khi nào á, à, sập đây nha. Mấy chế thấy không, trời ơi, tôi làm cũng linh động quá vậy. Thôi tiếp tục cái đi ha, bây giờ sẽ gửi cho mọi người một cái gì đó, mọi người chọn đi nha. Tôi thấy tôi nó, mọi người thấy suy xét mọi thứ đi. Bây giờ là mình sẽ xin thông điệp của Osho đi, tại vì Osho là một trong những cái nhà tin tức mình cực kỳ thích luôn. Ông này ổng rất là con người mới mọi người, ổng thuộc dạng cái tư tưởng mới á, cái người mà cấp tiến lắm, chứ không phải là một cái người như hồi xưa. Trời, mình cực kỳ thích luôn, mình đọc sách Osho bây giờ chắc 10 cuốn có rồi đó, về tất cả lĩnh vực. Trời, ổng nói về vấn đề và 18 cộng 2 xuất sắc không mới chế, ai mà đọc được nên đọc về nó, rất là hay. Cách mà chúng ta biết là chúng ta mình mặn tình sao mới chế, nó chỉ ổng chỉ hết. Trời ơi, hay lắm đấy chứ ơi, tôi nể ông này dễ sợ. Rồi, xin kết nối với Osho ha, dù ổng chết cũng lôi ổng lên đấy chứ ơi. Đó, giờ Osho là thầy tôi nè, giờ thầy tôi cho một cái, một lá tê hề coi nè.
không tại thấy mấy chế kia bị ê chề quá rồi. Ê hề cả nhà mọi người, trời ơi, răng ra ở đây là gì, trời ơi, số 7 mấy chế ơi, trời ơi, trời, cái mặt cười nè mấy chế ơi. Đó, bị thao túng tâm lý rõ ràng luôn, hay biết liền luôn đó. Các bạn đang 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 bày cái cuộc đời các bạn giống như là trò chơi chính trị gì mọi người, treo đầu dê bắt thịt chó mọi người, không kiểu vậy đó, thấy sướng mà phải sướng không, tưởng mình làm gì là công chúa, không phải mình làm nô lệ, cái kiểu là vậy đó, cái kiểu là tưởng là mình được cho cả, tưởng là mình làm chủ được cuộc đời, làm chủ đất nước, mà cũng phải cuối cùng làm nô lệ, mình không biết, thấy không, mọi người mới thấy vậy đó. Tại vì mọi thứ trên đời là nó thật thật giả giả, và các bạn bị đang bị thao túng tâm lý, mà mấy bạn cứ tưởng là mình ăn chắc rồi. Trời ơi, nghĩ sao vậy, mấy chế còn non nữa mấy chế ơi, mấy chế còn chưa qua được tôi, làm sao qua được mấy cha nội đó, đúng không? Bây giờ mình phải làm sao cho mình cuộc đời mình khác hơn đi, trời ơi. Bởi vì sao, cái sự thông minh nó chỉ đến nếu như các bạn thoát ra cái nguồn thao túng tâm lý của mấy nhà chính trị gia tài tình này, họ điều khiển các bạn một cách kinh khủng luôn, bạn không biết. Mọi thứ cho thấy là không còn nghi ngờ, chắc chắn này, chắc chắn các bạn á, đang bị á, những cái quan điểm tư tưởng xã hội cho là mình không được như vậy, không được cái kia, rồi cuối cùng á, các bạn bị thao túng một cách mạnh mẽ bởi giáo dục, bởi những cái truyền thông, không dám làm là chính mình sống vì người ta quá, chứ không phải sống cho bản thân. Ý nghĩa thực sự ở đây á, không phải là nói bạn thông minh hay không minh, nhưng cho thấy là các bạn đã bị thao túng rất là nhiều, những cái định lực, những cái tư tưởng mà ông những lần người ta tự đặt ra, tôn giáo này kia để nhằm hạn chế các chế thôi, chứ không có gì hết. Chập mình bẻ đầu con rắn cái bụp, mình phải dám làm, cửa đang khóa đạp ra đi mới chế, hiểu không? Có ghen hay không, có dám đứng lên để mình nói tiếng nói của chính mình không? Chỉ khi nào các bạn phải thấy là cái việc đấu tranh là phải có, mà đấu tranh cho quyền của mình chứ không phải đấu tranh cho ai khác. Mình sống của đâu được, là chính mình không hạnh phúc thì không ai hạnh phúc hết, mà làm nô lệ thì chắc chắn con mình cũng nô lệ theo mình luôn ha. Rồi bây giờ làm ơn mở rộng cái tôi của bạn ra, làm tan biến hết tất cả những cái bản ngã, bởi vì sao, tất cả những cái xã hội chính trị tôn giáo đều đang lừa dối các bạn, bởi vì họ muốn các bạn bị thấy, cảm thấy mình tội lỗi, muốn cho các bạn thấy lương tâm mình cắn rứt bởi những cái giáo điều được tự đặt ra thôi nha, chứ mấy chế có sai gì đâu. Giờ mấy chế được muốn yêu, được yêu là đúng mà, chứ không có gì hết, chứ mấy chế không phải sinh thành nô lệ, mình nhắc một lần nữa. Bởi vì chỉ có một phép lạ xảy ra duy nhất thôi, có một con sư tử nó xuất hiện. Con sư tử này nó rất là bình thường và khiêm tốn nha, nhưng khi mà con sư tử bắt đầu đi chào và tất cả xung quanh còn lại hay những cái loài vật đều kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì, chính là cái sự gầm gừ, chính người ta đã dụ cái chế vô chồng đó, rồi cái chế mới tưởng là mình ngon, không có mọi người. Bây giờ á, mình hãy tin tưởng bản thân mình đi, chỉ có bản thân mình mới đạp đổ những cái định kiến xã hội bởi nhà chính trị tài gia, bởi những cái tôn giáo ép buộc các bạn phải làm cái này kia mặc dù bạn không muốn. Chi gì mới trời, trời ơi, quật ngã quật cường mới chứ ơi, ở cái khúc này khởi nghĩa năm khởi nghĩa đó, cái khúc này mình giải phóng, giải phóng con người mình trước đi, rồi giải phóng dân tộc. Đợi mình xin thêm một cái thông điệp của tình yêu đi nha. Rồi mọi người có yêu cầu gì không vậy? Mọi người cho tin nhắn yêu cầu đi, tham mình xem đủ, mọi người không muốn xem nữa. Rồi thông điệp tình yêu nha mọi người, chắc là tình yêu bản thân và tình yêu cao nhất quá, kiếm gì việc là lạ mọi người ha, kiếm gì là lạ cho ta, nhiều hay nhiều quá không biết. Trời ơi hay quá chứ, ôi tôi bắt bà như thần nè, tự tin như con công đi mới chế, về con công xè ra con thấy không, trời tôi bắt bà hay quá, 100 lá đúng ngay đang đang đóng tim đen mới chế, mới chế có tự tin có can đảm đạp cái tường ra không, trời cái ta tôi bắt hại như thần mới chứ, ơi không phải nói thiệt luôn á, đúng cái thông điệp thành ra cái thông điệp y chang luôn á. Bây giờ nè, làm ơn khuyến khích nè, thúc đẩy mình đi để mình vượt qua cái giới hạn để mình bước ra ngoài, trời ơi hay quá rồi. Bây giờ con đường hay nhất là tìm thấy sức mạnh ở bạn, ở chính sự tự tin. Bạn hãy đặt bản thân mình ra khỏi cái hộp đang giam cầm các bạn đi. Bạn phải quan tâm những cái gì người ta nói hả? Tại sao vậy? Cuộc đời mình để người ta quan tâm tới người ta nói là sao? Đơ với chế. Bây giờ cơ thể của mình phải bắt đầu có quyền đi khắp mọi nơi, mà không lo lắng con mẹ gì ở đây hết trơn á, có xả phải làm cũng không sao hết trơn, cho dơ luôn mới chế. Bây giờ á, là cần phải thấy là khuyến khích đi con đường đúng đắn, mình sống với chính mình là không có sai nha, không sống cho chính mình mới là trời tru đất diệt đó nha. À,
Tích cực là gì? Tích cực khi mình sống đúng với đúng với nguyện vọng mong muốn của mình, và tiêu cực là gì? Là khi mình sống đúng theo nguyện vọng mong muốn của người ta. Bây giờ bạn sẽ không bao giờ biết bạn phát triển đến cỡ nào đâu, không, tại vì bạn không thử. Đương nhiên rồi, nếu như mà không không có bước lên máy bay làm sao biết nước Mỹ là cái gì, không có dở trang sách tiếp theo thì sẽ biết chương sau là hạnh phúc. Có cả gan để dở chương sau, có cả gan bước chân, chỉ một bước chân ra ngoài là thay đổi cuộc đời mà không dám, tại vì nhát gan đó chứ ơi. Bây giờ nè, tất cả những gì bạn phải làm, tự tin lên, thành công sẽ bạn sẽ có, nhưng bạn sẽ là ánh sáng, bạn sẽ là cái người năng lượng cho những cái người mà bắt chước làm theo. Thì ở đây nha, ở đây tôi chỉ khuyến khích ai bị đau khổ tổn thương nha, chứ không phải khuyến khích mới chế bỏ chồng bỏ vợ nha, mới chế làm ơn phải hiểu cho đúng cho rõ nha. Ở đây ai đang bị kìm kẹp, bị tổn thương, bị bạo hành này kia thì mình mới suy nghĩ tới chuyện này, chứ không phải ở đây nghe đọc xong cái đi bỏ chồng bỏ vợ tôi mang tội chứ lúc đầu á. Trời ơi mấy chế ơi, làm ơn cũng đừng có phải là, tức là cái trường hợp này chỉ dành cho những cái ai đang bị kìm kẹp, đang bị khống chế, hiểu không? Mấy chế không bị khống chế, không mắc mớ gì, mấy chế áp dụng này vô. Ví dụ mình xem trái bài tarot mình cũng phải lựa chọn không đẹp. Chứ giờ tôi kia bỏ chồng, bỏ chồng hết, tôi mang tội là gặp đầu á. Chắc chắc ngàn năm sau, tại vì trái bài một của cơ bì mấy chục ngàn người xem, mấy chế bỏ chồng hết chắc tôi ở tù quá à. Làm ơn nha. Rồi, xong thông điệp xong rồi mấy chế ơi. Bây giờ tặng mấy chế cái gì đây? Bây giờ nè, họ trong thông điệp ha, con có giàu không đi ha, con có thay đổi được không ha? Rồi trong thời gian sắp tới nè, mấy chế y tôi có thay đổi được không ha? Rồi, xin kết nối năng lượng cùng các chế nha. Rồi, chắc cái gì đây? Có thay đổi được không? Thay đổi được không? Thay đổi được không? Chắc được có chứ ơi. Lẹ lên coi. Trời ơi, rung quá vậy. Như vậy. Lâu quá mọi người. Rung quá nha. Ồ, lắc lên hơi hơi mạnh tay. Vũ trụ nói. Được không vậy? Hơi buồn có chết mẹ rồi. No way rồi mọi người ơi. Chắc chắn được. Chắc chắn được, mấy chế sẽ chắc chắn được, chắc chắn được. Rồi để mình xin thêm một thông điệp, nhưng mà là cái gì, được cái gì mới được chứ, trời tôi tha lắm mấy chế ơi. Và cuối cùng nè, được thay đổi, nhưng mà cuộc đời tôi sẽ ra sao nha, cuộc đời mấy chế yêu tôi ra sao nha, chắc chắn sẽ được nha, tương lai ok lắm mọi người, vũ trụ nói là ủng hộ mọi người, sau này mọi người là tương lai sáng lạng đó nha. Trời đất ơi, we support so. Mày thấy chế không? Một bước lên trời luôn kìa, mày thấy không? Thấy không? Một bước lên trời luôn, thấy không? Bây giờ mà các bạn giá mà thay đổi là bạn là trở thành nữ hoàng liền. Mà nữ hoàng đây không phải là nữ hoàng quỷ mị nha. Nữ hoàng là sắc sảo nha. Nữ hoàng là quá phụ cô đơn nha. Nữ hoàng là lãnh đạm luôn nha. Cho thấy là bây giờ bạn ngôn từ bạn sắc sảo. Bạn tự bạn sống được rồi. Tôi tự tôi lo tôi, không cần ai lo tôi hết. Đứa nào tới, trai tới hả? Tôi xử liền. Mày quậy hả? Tao cắt phần dưới liền, mày nói hả, tao cắt lưỡi liền. Cái kia các bạn có quyền năng vậy luôn á, thanh gươm mình cầm trên tay, quyền sinh sát là mình hết làm nô lệ rồi mọi người. Cái khúc này là mình làm chủ cuộc đời mình, mà mình là trở thành bà chủ lãnh đạo lãnh cảm nha, hết tình yêu luôn á. Là các bạn lúc này tình yêu đến là bạn nghi ngờ luôn á. Cái kiểu là chúng ta bây giờ thôi, tôi tự yêu tôi là cái điều quan trọng nhất, là không được mới chết cũng đơn. Thôi sống gì cũng không được, sống gì là hiểu tình yêu cũng không có vui. Thôi, thôi làm nữ hoàng cũng được nhưng mà nhẹ nhẹ thôi, cho thấy thân chủ con không muốn là một người phụ nữ lãnh cảm, không muốn cô độc, cái này là đơ không được. Ủa cho nữ hoàng tôi đâu có muốn, mấy chế làm vậy mấy chế sẽ bị lãnh cảm đó, rồi mình bị cô độc không được đâu. Xu đừng có ham làm công chúa được, rồi nữ hoàng cô độc đừng có làm. Rồi lấy nha, đây là gì nha, trời đất ơi, thấy chưa, thấy không, tình yêu đến ta không mộng đợi gì kìa, tình yêu đi ta không hề hối tiếc kìa. Đó, thấy không? Hạ xuống một cái thôi tình yêu xuất hiện đông đầy luôn. Dân chấn thánh cho nhà luôn, say mê luôn. Đưa lên trời bay 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 vòng vòng luôn mọi người thấy không? Bởi vì chỉ khi là các bạn á, tại lúc này là mình hận đời á, mình hận tình á, cái mình thoát ra được, cái mình làm chủ nữ hoàng, làm chủ này chủ kia đó, cái mình có danh vọng, bắt đầu mình khó chịu, mình bị cô độc lãnh cảm, nhưng mà chủ nó không con. Đừng có vậy, hạ tông xuống đi, mình hạ tông hay gì đó, tông đô con hạ xuống, tông rê tông mí rồi đi. Ôi lộn chứ, tông gì tông rề chứ, để cho nó hợp năng lượng với trai đúng không, thì trai mới tiến vô đó, thì trai sẽ tiến vô nè, tình yêu sẽ có, làm thiếu nữ trở lại, mà cái đầm hồng này hết, cầm cái kiếm mà cầm cái ly ly cảm xúc,
cái ly của nước thánh á, nước thánh uống cho hai hai người mê qua mê lại rồi cái tiếp tục xiềng xích nhau tiếp. Cái nước thánh người ta uống cho mấy chế là phát triển mặt tinh thần, chứ không phải là uống cho mấy chế hành thuốc thuốc lú. Đừng có lấy cái nguồn năng lượng đó rồi cuối cùng kìm kẹp nhau là sai nha. Tình yêu là để hăng hoa, tình yêu là thiên đường chứ không phải tình yêu là địa ngục. Mấy chế là lén và hút độc hay sao rồi cuối cùng hành địa ngục hết trơn. Tôi thấy 100 cặp như một, vũ trụ cho cầm hai ly kinh nguyên lắm. Lén lén đứa thằng này cũng bỏ cái viên độc là muốn kiểm soát con kia lo sợ này đi hay con khác bỏ cái viên độc là kìm kẹp đó. Cuối cùng tưởng là dân chấn thánh không có, dân chấn độc cho nhau. Ở đây tôi muốn làm rõ mấy chế làm ơn đừng có lén giữa đường bỏ hút độc luôn nha, hay chơi dơ khúc này lắm nha. Tôi phải cảnh cáo trước, tại thôi mấy chế hay vậy lắm, vũ trụ người ta cho cầm chiến thánh mới chính lén nhét thuốc vô, con trai thì bỏ luôn cái viên thuốc muốn kiểm soát người kia, con gái thì lo sợ sợ mất người ta cho đó bỏ cái cung viên thuốc là chiếm hữu, là cuối cùng sao xiềng xích bởi cái những cái chuyện này lén bỏ thuốc cho người ta là dơ rồi, giống như đi vũ trường mà bị bỏ thuốc lắc vậy. Mới chế cực kỳ của vậy đó. Một cái cuối cùng nha, kết quả mối tình này là có đúng như tôi nói không nha, trò ra mà lá bài đi vồn cái tôi xỉu liền luôn á nha mọi người. Đừng nói tôi trù đúng, tôi sợ lắm nha. Tại tôi sợ mấy chế vậy luôn á. Không, tôi vừa nói cái là mấy chế không có dám làm liền. Không nói là mấy chế làm, tôi biết lắm, cái nết của mấy chế lắm. Hay lén lắm, hay lén bâm thiêm lắm. Tại tôi cũng vậy, tôi hiểu không? Đi gút trong cùng mấy chế hết. Ở đây mấy chế có là bài 7 tiền. Nói chung á, sẽ có một hành quả nho nhỏ. Bởi vì cái sự cố gắng á, không bao giờ bằng vũ trụ, không, chỉ cần bạn cố gắng một ngày 1% thôi, tất nhiên hành quả sẽ có. Cái thời điểm sắp tới các bạn sẽ tận hưởng cái hành quả này, tuy là nó không lớn nhưng mà mình có quyền tự hào, bởi vì đây là chính do bàn tay bạn tạo ra. Bạn không còn nô lệ nữa, bởi vì nô lệ mình ngửa tay mình xin tiền xin tình, ở đây hết rồi, tôi tự yêu tôi được rồi, tiền tôi tự tạo ra không cần nữa. Khi mà bạn thấy bạn không phải nô lệ của bất cứ cái gì là bạn sống khỏe lắm các bạn. Không có gì bằng độc lập tự do. Mấy chế nghĩ là ăn sung mặc sướng mà kìm kẹp, con chim mình hối nhốt trong lòng sao bằng con chim ghẻ mà bay vòng vòng. Mấy chế nghĩ đúng không? Dù mấy chế có sách đi sinh dọc trong mặt nó cũng là đơ. Mấy chế cái mắt tự do coi như mắt tất cả, mình nhắc mọi người vậy đó, mắt tự do là mắt tất cả, nô lệ là mãi mãi là nô lệ, nô lệ cái mặc áo giáp vàng thì vẫn là nô lệ chứ đâu phải là bà hoàng đâu. Mọi người phải hiểu vậy, chính cái lương tâm bạn là biết bạn là nô lệ hay nữ hoàng liền, không cần người đời phải nói. Mà cái lương tâm mình không có hài lòng với dứt phần của mình thì làm sao mình hạnh phúc được mọi người. Không có hạnh phúc nào khi lương tâm các bạn cảm thấy mình là nô lệ hết ha. Dù có nữ hoàng đi chăng nữa cũng vậy luôn. Rồi, thành quả sẽ tới ha mọi người. Để mình xem tiếp cho các bạn là khi nào tới đi chứ. Trời đất ơi, chứ phải nói không thì thôi được đúng không? Nói vậy ai nói không được. Khi nào tới đây? Rồi, kiếm cái ly chấn thánh rồi. Tôi phải cắt kỹ đi không mà. Mấy chế hay đưa nguồn năng lượng là bỏ hút độc vô giữa đường lắm. Rồi cuối cùng cái đơn chẳng thánh nè. Đó. Bây giờ vũ trụ nè, cho con xin coi bao lâu nè, tái nạm nè, bao lâu thành công nha. Trời ơi, đây cái gì đây? Ra đi. Rồi. Có số 1, có thể là 1 tháng nha. 1 tháng hay 100 ngày nha. Nói chung ở đây là sao? Một là có tất cả, hay là không có gì cả nha mọi người. Trời ơi, năng lượng ghê thiệt chứ. Nè, số 1. Một là mình ăn cả, ngã gì không nha mọi người. Ha? Cho thấy có thể là 100 ngày nữa, hoặc là có thể 1 ngày hay là không gì hết. Một là cắt cả, hai là không gì cả. Ha? Thì do quyết định mới chế luôn. Do mới chế đi, bây giờ mình chơi một chén bài xí ngầu đi. Trắng đen đi, mình lựa chọn cuộc đời mình đi. Mình làm chủ cuộc đời mình hết, không có hằng nào, con nào, vũ trụ cũng không ép bạn làm được luôn. Yên tâm mình nó thiệt luôn á. Các bạn có khả năng tất cả mọi thứ yên tâm đi. Bạn còn hơn là Đức Chúa Trời luôn, mình nói thiệt. Nếu bạn muốn, chỉ khi nào bạn thấy bạn giỏi bạn mới giỏi, bạn thấy bạn đẹp bạn mới đẹp. Bạn không thấy bạn giỏi bạn không đẹp là mãi mãi bạn sống thiệt. Không. Cảm ơn mọi người ơi ha. Ở đây để tặng cho một người một cái đi. Để coi cái tâm sự của cái người làm bạn đau khổ á, họ đang có ý định gì nha. Họ đang muốn thao túng vào cái chuyện gì nha. Rồi. Cái lá bài này được nè. Cho ba câu hỏi đi, ba câu hỏi bất kỳ bạn đặt cho cái người đó. Bây giờ ai cũng được, bây giờ mình suy nghĩ tới cái người đó và mình sẽ xào bài, mình điếm tới từ 1 tới 3 cái câu hỏi. Và câu trả lời đó là ba câu ha mọi người.
tất cả những gì ai ai muốn nghĩ ai cũng được hết trơn, muốn chồng, muốn vợ, muốn kẻ thù, muốn bà hàng xóm, ông hàng xóm, yêu thầm thằng nào, yêu thầm con nào cũng có quyền hỏi hết. Là câu trả lời chung ha, bắt đầu nha. Bây giờ câu hỏi đầu tiên nha mọi người, chuẩn bị nha. Câu hỏi đầu tiên, đây là lá bài Tôi Đi Tìm Tôi, một bộ bài tỉnh thức. Hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời ha. Đầu tiên, câu hỏi số 1. Không biết là gì nha. Mình sẽ đếm, mình đếm từ 6 tới 1 nha. Các bạn đặt câu hỏi nha. 6 5 4 3 2 1. Bất kỳ câu trả lời nào, câu hỏi nào thì đây là câu trả lời. Nói chung là bạn á chiếm trọn hết trái tim của tôi rồi. Tức là sao, hình ảnh vị trí của bạn là lấp đầy trong cái trái tim của họ rồi. Nói chung bạn là number 10 đó nha. Bạn là 10 điểm á. Có 10 chứ không có 1 nha mọi người. Chỗ tươi xanh, biết chế đặt câu hỏi gì mà ngon quá vậy. Lấy dí đi, là bạn ngon quá trời luôn á. Câu hỏi số 1 đã hoàn thành. Câu hỏi số 2 nha mọi người. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1 nha. 6 5 4 3 2 1. Bất kỳ câu hỏi nào thì đây là câu trả lời chung cho tất cả. Nhưng mà bạn có chọn tôi không? Tức là người ta nói là không biết bạn hỏi cái gì, nhưng mà cuối cùng bạn có chọn họ để đọc cùng đồng hành hay không? Hay bạn có chọn, bạn có chịu không đó? Ấy là bạn có chịu không? Bạn phải chịu mới được chứ. Ủa giờ một mình tôi muốn đâu phải là được đâu. Bạn có chịu không thì tôi mới muốn được chứ. Quan trọng là trong em có anh không? Và ở đây cho thấy là cái số 4 là gì? Số 4 là cái sự bền vững, kiền bốn chân. Ý là họ nói là bạn có chấp nhận họ, bước vào, chọn họ để trở thành thành viên gia đình hay không, trở thành cái chân còn lại hay không mới là quan trọng. Ở đây người ta cũng muốn sự ổn định, người ta cũng muốn có gia đình nha mọi người. Rồi câu hỏi cuối cùng nha. 6 5 4 3 2 1. Bất kỳ câu trả lời nào, hoặc câu hỏi nào thì đây là câu trả lời chung cho tất cả. Trời đất ơi, họ nói là họ thật sự là giống như cái kiểu như là sao ta, cái kiểu là bị nghiện á, bạn hiểu không? Giống như là anh xanh bế em quá rồi em ơi, kiểu vậy đó. Kiểu là em mà tất cả em mà giống như là thuốc phiện vậy, thấy không? Cái kiểu là giống là trời, cái bị nghiện ngập dưới bàn luôn, không biết bạn làm cái gì vậy trời. Tại vì sao, ở bạn có gì? Ở bạn có cái tôi nè, ở bạn có sự tự tin nè, mà ở bạn có sự yêu thương nè. Tại vì khi bạn, cái này là cái gì, số 15 là số gì? Số 15 là các bạn vừa cảm xúc, các bạn vừa có cái tu, các bạn vừa tự tin. Nó hằng nào nó cũng chết với nguồn năng lượng này mọi người. Tại sao? Mình biết sử dụng năng lượng của số 6, 15 là 6 là năng lượng dịu dàng, dễ thương, yêu thương. Mà cuối cùng mình có cái tu bản ngã, mình tạo giá trị. Số 5 mình tự tin nữa. Có cha nó có chết với cái này thôi. Không có con cha nó khóc khỏi cái cảnh này hết. Em vừa giỏi, em vừa giá trị, em vừa khéo léo, em vừa kết nối. Mà em còn yêu thương, mà em còn cảm xúc nữa. Cái quỳ mộp với chân xính xin làm nô lệ suốt cả cuộc đời thôi. Ở đây cho thấy là nếu như bạn là như vậy đó. Rồi ha. Rồi kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết ha. Rồi tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những dịp lần khác.